Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Em coi mic ở trên nó ăn chưa, mở chưa? Rồi, thì hôm nay mình sẽ nói với cái vấn đề là quy trình khi giấy tờ khi anh em mua xe cũ. Thì những cái vấn đề này mình đã nói về vấn đề này vài năm trước rồi, nhưng mà hôm nay vẫn có nhiều anh em mắc phải. Là có một anh em inbox cho mình á, là mua xe chính chủ nhưng mà chủ chỉ có đưa có cái cà vẹt với lại cái chứng minh kêu tự làm giấy tờ đi, vì lý do là người đó làm biến ký bận quá không ký được. Thì đối với những xe này thì anh em đừng nên mua nha, đừng nên mua, vì khi mua xe cũ nó sẽ có nhiều loại giấy tờ để mình sẽ phân tích cho anh em vì sao đừng nên mua. Tại vì không ký là không mua ha, không ký là không mua. Rồi thì về xe cũ á, nó sẽ có nhiều loại. Thì khi mà anh em mua xe á, là anh em sẽ có hai phương án, đó là ký ủy quyền và ký mua bán. Khi anh em ký ủy quyền là anh em có thể toàn quyền sử dụng trong vòng 10 năm và anh em có thể bán cho người khác để người ta đi sang tên, hoặc là ký ủy quyền được 2 lần đó, ví dụ vậy. Là có nghĩa là anh em có thể ủy quyền cho người khác hoặc là anh em ký mua bán cho người ta. Anh em nhớ lưu ý nha, vẫn tới thời điểm này vẫn có nhiều anh em nhầm lẫn, và những anh em đó ký mua bán xong rồi đồ đi bán cho người khác là không được nha anh em. Cái thứ hai đó là ký mua bán, mình dẫn chứng cho anh em. Ký mua bán là với trường hợp là anh em bắt buộc anh em phải rút hồ sơ và anh em sang tên thì anh em mới ký mua bán nha. Khi nào anh em quyết định là xe này anh em đi lâu dài, sử dụng nó lâu dài và không phải đi lướt thì anh em ký mua bán. Vì sao mình nói là không phải đi lướt? Bởi vì á, khi ký mua bán sang tên là anh em tốn thời gian. Anh em tốn thời gian, đó là thời gian để mình rút hồ sơ rồi sang tên, tốn thời gian. Còn khi ký ủy quyền là anh em có xe anh em chạy liền luôn. Khoảng 5-10 phút ký xong là anh em có xe chạy liền, sử dụng biển số đó chạy liền. Và ký ủy quyền không ảnh hưởng hết, nó vẫn là xe của mình, rồi sau này mình thích bán cho anh bán. Nói chung khi đi mua xe cũ anh em ký giấy là được. Miễn sao được ký giấy là được. Mà anh em lưu ý nha, ủy quyền với mua bán, anh em ký mua bán rồi mà anh em không đi sang tên thì anh em sẽ không bao giờ bán được cho người khác. Đó, nó khác cái ủy quyền là vậy. Ủy quyền là khi anh em ký ủy quyền, anh em thích bán cho người khác thì anh em ký thì đơn giản. Nhưng mà khi ký mua bán là bắt buộc anh em phải đi sang tên chiếc xe đó, là phải sang tên về cái tên của mình xong mà anh em mới bán được nha. Rất là cực ha. Đó, còn nhiều anh em không biết á, anh em cứ ký mua bán xong rồi anh em cầm tờ giấy mua bán đó anh em bán lại cho người ta là bán không được nha anh em. Không hợp pháp, không kiểu như là không có đúng luật. Thì luật thì anh em muốn ký ok thì anh em phải ký quyền anh em mới bán cho người ta được. Còn ký mua bán là anh em không thể nào bán cho người khác được, trừ khi anh em sang tên thì mới bán được ha. Rồi, còn có một cái nữa đó là xe ký về cửa hàng, giống như những cửa hàng như mình thì người ta có thể đảm bảo cho anh em. Khi anh em mua cửa hàng thì anh em không sợ, thì cửa hàng người ta ở đó, người ta sẽ giải quyết giấy tờ cho anh em dễ. Còn khi anh em mua của người chơi thì bắt buộc là phải ký rồi đó, và anh em phải kiểm tra về cái phần giấy tờ, anh em phải kiểm tra rất là nhiều thứ rồi. Và khi anh em mua cửa hàng thì có một loại nữa là đó là ký về cửa hàng. Có nghĩa là khi cửa hàng mua một cái chiếc xe của người chơi, người đó ký về cửa hàng luôn, thì cửa hàng sẽ xuất hóa đơn cho anh em đi sang tên. Nó đơn giản, cái đó gọi là xuất hóa đơn. Cái đó là cái trường hợp về cửa hàng, thì anh em mua cửa hàng anh em tìm hiểu. Và khi xuất hóa đơn là phải sang tên nha anh em. Đó, xuất hóa đơn là anh em phải sang tên. Và anh em xuất hóa đơn, anh em cầm hóa đơn đó anh em bán lại cho người ta là không được. Anh em muốn bán lại cho người khác á, là anh em chỉ ký ủy quyền thì mới bán được cho người khác. Anh em hãy lưu ý ha. Ký ủy quyền thì anh em mới bán được cho người khác, còn ký mua bán hoặc là xuất hóa đơn là anh em không bán cho người khác được. Còn ví dụ có nhiều khách mua bên mình thì người ta không muốn xuất hóa đơn, thì có ba cái đó. Bên mình là có ủy quyền nè, mua bán nè và xuất hóa đơn nè. Có những người ta mua ta đi lướt, ta không muốn xuất hóa đơn, người ta lấy xe, ta lấy cà vẹt, ta chạy thôi bình thường nha anh em, ta chạy thoải mái. Và khi nào á người ta bán lại cho cửa hàng thì nó dễ. Còn ví dụ người ta bán lại cho bạn A, bạn B, bạn của người ta đi, thì cửa hàng có nhiệm vụ là phải xuất hóa đơn ra cho khách. Có nghĩa là cửa hàng có nhiệm vụ xuất hóa đơn lần đầu cho khách, không biết bất kỳ ai, thì người đó bán cho ai không biết thì mình phải xuất hóa đơn. Còn khách kêu là từ từ xuất thì mình vẫn ưu tiên cho khách từ từ xuất. Có nghĩa là có nhiều người ta đi lướt anh em, ví dụ người ta mua một cái con MT15, người ta đi 1-2 tháng rồi người ta bán lại cho bạn của người ta đó, thì người ta kêu khoan đấy, đừng xuất hóa đơn cho em, tại vì xuất hóa đơn thì phải đi sang tên, tốn thời gian là tốn tiền nè, tốn 1-2 triệu đó. Thì người ta kêu thôi vậy cho gọn, rồi sau này người ta bán cho bạn người ta thì cửa hàng phải hỗ trợ người ta xuất hóa đơn một lần. Mà khi đã xuất hóa đơn rồi là không có xuất hóa đơn lần hai nha anh em. Xuất hóa đơn là phải đi sang tên đó, anh em lưu ý. Và cái đó, tại vì có nhiều anh em
không biết mình vẫn nói về cái vấn đề này nhiều rồi mà anh em không biết vẫn hỏi mình lại. Thì có một anh em rất là ấy luôn, à em mua xe từ chính chủ nhưng mà chủ xe nó không có ký được, nó bận thì người ta chỉ đưa cho em cái chứng minh với cà vẹt thôi, thì em là phải làm sao? Thì em bí chứ phải làm sao, xe đó vẫn là xe của người ta mà. Đó, cho nên khi mà anh em mua xe mà xe không ký được thì không mua ha, đơn giản thôi, không ký được không mua. Đó, chỉ một từ đơn giản thôi. Còn anh em mua xe ở cửa hàng thì liên hệ những cửa hàng uy tín, có nghĩa người ta có thể giải quyết giấy tờ cho anh em. Giải quyết là sao? Ví dụ cửa hàng Minh đi, có những con xe Minh bán giá nó cao chút xíu thì ok, Minh sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em. Đó. Còn khi mà Minh bán con xe hơi rẻ thì có thể anh em ký ủy quyền hoặc là anh em ký cái gì đó thì khỏi cần rút hồ sơ. Nhưng mà khi rút hồ sơ thì cửa hàng này, cái cửa hàng uy tín vẫn hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em. Đó thì anh em, cái đó là anh em với cửa hàng thương lượng với nhau, ừ anh em hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ nhau chút xíu để rút hồ sơ. Đó là những cái cửa hàng uy tín. Còn về cái vấn đề rút hồ sơ, giải thích luôn cho anh em. Thì rút hồ sơ á, bây giờ nó sẽ là do công an quyết định đó. Khi mà chính chủ anh em đi rút à, là có người đứng mua bán á, đứng cái hợp đồng mua bán đi rút, thì sẽ rút có ngày hạn và sẽ hình như là không tốn phí. Còn khi anh em nhờ cái người trung gian rút, ví dụ như cửa hàng, tại vì cửa hàng đã ký mua bán qua anh em rồi, bây giờ cái luật nó vậy, cửa hàng đã ký mua bán qua cho anh em rồi, thì cửa hàng đi rút thì cửa hàng phải tốn phí khoảng tầm 2 triệu cho một bộ hồ sơ. Đó, tốn phí bởi vì cửa hàng chỉ là trung gian thôi, phải gửi cà phê này nọ đó, và chi phí đồ này nọ đó cho dịch vụ đó là khoảng 2 triệu một bộ đó. Và rút hồ sơ nó dao động khoảng tầm 14 đến 1 tháng. Thậm chí có những anh em có địa chỉ xa hoặc là địa chỉ khó xác minh thì nó khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng đổ lại, nói chung không có lâu lắm đâu. Đó, thì có nhanh thì 14 ngày tới 1 tháng. Thì đó là cái luật người ta quy định đó, mình không có ấy được và mình không có thể nào mà gửi cà phê để rút nhanh được anh em. Đó, chỉ gửi cà phê để đi rút chứ không có thể nào gửi cà phê rút nhanh được đâu, rất là khó ha anh em ha. Thì cái luật người ta đã quy định như vậy rồi. Và khi mà người trung gian rút thì nó sẽ không có cái giới hạn nha anh em. Chỉ có khi nào người ta alo thì mình lên mình lấy thôi. Còn khi mà anh em đi rút thì anh em sẽ vào đó, anh em vào công an sẽ ký tờ giấy và người ta sẽ hẹn anh em bao nhiêu ngày. Có thể anh em tới ngày đó lên công an sẽ hẹn lại tiếp nữa. Đó, thì đó là cái quy trình khi mà anh em mua xe cũ nó sẽ là như thế. Thì trong cái clip này mình chỉ muốn nhắc nhở tất cả các anh em, khi mua xe của người chơi á, mua được thì ký. Đó, tại bây giờ người chơi cũng có người đích người đát anh em, cũng có người giả người thật, chứ không phải mua xe người chơi là hay đâu anh em. Người chơi bây giờ cũng ranh ma lắm anh em, có những người chơi á, thậm chí họ bù xe lại họ bán cho anh em. Có những người chơi thậm chí á, là người ta chơi giấy tờ không hợp pháp người ta bán cho anh em. Đó, anh em cứ nghĩ là mua người chơi là sẽ hả hay ho này nọ không khác đâu, dễ rất là dính xương nha anh em. Mua người chơi cũng cực kỳ dính xương. Và ở đây mình mua được xe lướt á, mình chia sẻ với anh em thiệt sự luôn, mình mua được xe lướt bởi vì á mình có cái trang mạng YouTube và TikTok và Facebook là mình hot, cho nên nó những anh em chân thành, mình chơi chân thành thì những anh em chân thành á, người ta thiệt tình, người ta gửi ừ Minh ơi anh có con xe này anh mua về mà anh không có đi, anh mua về anh chùm mền Minh, anh mến Minh khi xem clip của Minh thì anh muốn chỉ muốn để lại cho Minh. Đó là những con xe thật tình chia sẻ anh em mình thu được là như vậy á, là bởi vì mình vui vẻ với anh em, anh em vui vẻ với mình như vậy. Còn hả về những con xe mà hả dập nét thì hả mình thấy hoài luôn anh em. Và có những người chơi á, miêu tả xe không đúng, miêu tả xe rất là đẹp nhưng mà khi xuống coi hả xe nét cực kỳ và giấy tờ tùm lum tà la anh em, giấy tờ vợ con tùm lum tà la. Mình giải thích thêm cho anh em cái vụ giấy tờ vợ con tùm lum tà la như thế này. Cái chiếc xe đó lúc mà hả mua là có hai vợ chồng, nhưng mà khi bán rồi không có hai vợ chồng đâu ký được anh em. Bây giờ là của chồng công vợ, luật pháp phải có vợ có chồng là anh em mới ký bán xe được nha anh em. Phải có, ví dụ như xe mà anh em là đơn thân đi, anh em chưa có vợ thì anh em phải ra phường nơi anh em sinh sống, phường xã huyện, thì anh em xin cái tờ giấy xác nhận độc thân để bán xe. Tờ giấy đó hoàn toàn là miễn phí. Khi có giấy đó, cà vẹt và căn cước của anh em thì anh em ký bán thoải mái. Đó, đó ha, đó là một cái hay. Rồi khi mà anh em đã có vợ thì hai vợ chồng phải hai chứng minh, lại cái giấy kết hôn thì anh em mới ra ký được. Đó là về cái thủ tục pháp lý mà mình ký giấy bán xe hoặc là ủy quyền xe. Đó là xe chính chủ.
Cho nên nhiều cái xe anh em mua, anh em đi mua từ chủ, anh em không biết về hợp pháp, không biết về giấy tờ, mua là rất dễ bị lộn xộn sau này. Đó, và anh em kêu Minh gỡ thì Minh gỡ không có được. Minh chỉ gỡ được những con xe khi xe Minh bán ra thì Minh mới làm được. Còn anh em mua mà giấy tờ tùm lum tà la thì vợ chồng rồi không giấy kết hôn rồi không giấy độc thân thì Minh không thể nào gỡ được. Còn bên Minh á, khi mà Minh đã thu xe vô là xe đó ngồi phòng công chứng làm thân với Minh, quen với Minh thì người ta đã kiểm tra giấy tờ hết rồi, thiếu cái gì người ta bắt nộp, còn không có là sẽ không cho ký. Tại vì phòng công chứng sẽ bảo vệ cho cái người khách hàng tiềm năng, khách hàng lâu năm của phòng công chứng của người ta. Cho nên khi mà Minh mua xe anh em thiếu giấy tờ là thông cảm đi, thông cảm là không ký được là anh em phải về lại thôi đó. Còn anh em đầy đủ giấy tờ thì ký 5 phút là xong. Đầy đủ giấy tờ đó thì anh em ký 5 phút là xong. Anh em nào đã từng bán xe cho mình là biết đầy đủ giấy tờ là 5 phút. 5 phút là xong thôi, nhanh lắm. Phòng công chứng mình thân quen mà nhanh lắm. Còn không đầy đủ giấy tờ thì bắt buộc anh em mình đã không có duyên đến với nhau. Thì qua cái clip này thì mình cũng nhắn gửi anh em, nếu mà mình không rành về xe, không rành thì phải hỏi một người rành. Ví dụ có những anh em mà người ta đi mua một chiếc xe, người ta không rành xe, người ta inbox cho mình, người ta nhờ mình tới nơi để xem xe và xem giấy tờ giùm cho người ta luôn. Đó. Rồi ra phòng công chứng giùm ta, cho ta luôn, mặc dù xe đó không phải của mình. Thì anh em hỗ trợ ba nhau rồi cà phê cà pháo xíu thôi. Đó, nó đơn giản anh em, nó không có gì khó, nhưng mà anh em yên tâm. Đó, 500 triệu mà mua xe cả 100 triệu mà 500 triệu mà mình chịu khó mình kêu người tới để coi chết này nọ đâu có là bao nhiêu đúng không anh em, nhưng mà nó an tâm cho cái bản thân mình. Để khỏi bị này nọ kia khác anh em, để khỏi bị hậu quả sau này đó. Mua xe cũ nó lợi thì có lợi, nhưng mà không biết thì nó sẽ không có lợi nha anh em. Cái này là chia sẻ thật tình anh em. Lợi thì có lợi, bởi vì sao? Nó tiết kiệm đối với xe mới khoảng 1 chục cũ, 2 chục cũ, 3 chục cũ, 4 chục cũ, thậm chí có xe cả 100 cũ, đúng không anh em? Thì cái đồng tiền tiết kiệm đó là mình sẽ có thể sử dụng cho những việc khác. Ví dụ nè, anh em mua cái con MT15 này đi, xe mới, xe mình bán là 52 triệu, xe mới nó dao động khoảng tầm 78 triệu, thì anh em có tiết kiệm được hai mấy gần 30 triệu, anh em có thể mua một cái con tay ga dành tặng vợ mình rồi, đúng không anh em? Thay vì anh em mua xe mới từ hãng dắt ra là anh em lỗ 25% liền rồi, không biết anh em có đi không, anh em dắt ra khỏi cửa hàng là lỗ 25% liền. Đó là cái quy luật nó vậy. Còn khi anh em mua xe cũ thì anh em có thể tiết kiệm được một xíu để mình dành cái khoản đó, mình làm cái chuyện gì đó, mình mua cái gì tặng người thân, hoặc là mình rửa xe chẳng hạn đó. Rồi cảm ơn anh em ha. Còn anh em có thắc mắc cái gì thì mình sẽ từ từ giải đáp từ từ cho anh em ha. Về cái hợp đồng mua bán ủy quyền đó thì cũng chốt lại một câu thôi, khi mà mua xe ký được thì mua, còn không ký được thì không mua ha anh em ha. Rồi nó sẽ có nhiều loại giấy tờ, đó là giấy mua bán, giấy ủy quyền và giấy xuất hóa đơn từ cửa hàng đó, mình đã giải thích cho anh em đầy đủ rồi. Rồi nha, vậy là anh em khỏi cần thắc mắc nữa. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ cái kênh YouTube về xe của Minh Baker trong thời gian qua. Thì anh em đã ủng hộ như vậy rồi á, thì có những cái giải đáp thắc mắc thì mình sẽ lên đây mình giải đáp thắc mắc cho anh em thôi, để anh em khỏi bỡ ngỡ và khỏi lăng tăng khi mình mua xe cũ đã qua sử dụng rồi. Còn khi mà anh em nào mà không có gọi là không có hiểu biết thì hãy nên tìm một cửa hàng uy tín để mua. Thì cửa hàng cũng có cửa hàng này cửa hàng kia nha anh em, chứ không phải là cửa hàng nào nó cũng như cửa hàng nào. Giống như người chơi vậy, người chơi cũng có người này người kia, có những người chơi thật sự luôn anh em, còn muốn lừa luôn cả cửa hàng luôn. Mình chia sẻ này mình còn muốn lừa luôn cả mình luôn á đó. Nhưng mà hả, biết bao nhiêu năm trong nghề rồi thì khó lắm anh em, nên để lừa thợ cực kỳ khó. Mình nó cảm thấy xe nào bất an á mình không thu đó. Xe nào mà cảm thấy nhìn sơ thấy nó cảm giác là xàm hoặc là không yên tâm là không thu, nghi ngờ thôi là không thu rồi, đã nghi là không thu, còn đã ok là lụm liền cho anh em về chơi, để anh em sau này có một con xe ok để anh em trải nghiệm đó. Còn khi mà mình cảm thấy nghi là không mua, thậm chí mình đi coi xe cho anh em á, anh em không, mình coi rồi á, mình lắc đầu xe này mua không được anh à, có nghĩa là xe ở chỗ khác mình coi giùm á, xe mua không được, là mình vẫn sẵn sàng luôn. Thấy anh em tội quá mình cũng không lấy tiền anh em, rồi anh em mình ra giao lưu ăn uống rồi nhậu nhẹt gì thôi, vui vẻ là được đó. Còn mình mua xe mà mình thấy ok xe được và mình sẽ cho anh em anh mua xe đó được. Còn mà mình thấy mà anh em mình nói mà lắc đầu xe này em thấy không ổn đâu, đừng có ấy là thôi đó, thì thôi lũng cũng tốn công đi, rồi anh em mình ra giao lưu rồi làm con gà cho nó vui vẻ đó, vậy thôi đó. Mình sống cuộc sống vui vẻ thì tự khắc mình sẽ có nhiều anh em tốt. Còn mà mình tính toán quá, nhiều khi mình coi xe không được cho anh em,
mà mình lấy tiền anh em thì nó kỳ đó, nó không có vui. Mình cảm giác bản thân mình nó cũng không có vui. Rồi thứ nhất là xe đó không đẹp, thứ hai là anh em cũng không mua được xe, mà ấy gì nó không có vui, nó lấy tiền anh em thì nó cũng ngại đó. Thì anh em mà ngại quá thì anh em mình ra quán rồi anh em mình ngồi ăn uống rồi ngồi nói chuyện về xe, đàm đạo về xe, đó là một sự vui vẻ, một cái sự đoàn kết giữa anh em chơi xe với nhau đó. Rồi cảm ơn anh em. Thì cái clip này nói đến vậy thôi là chắc anh em cũng hiểu rồi ha. Mình nói như vậy là anh em cũng hiểu sơ sơ về cái phần mà thủ tục mua xe cũ rồi đó. Rồi cảm ơn anh em ha, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe, rồi làm ăn hàng phát đạt để mình đến với cái đam mê của mình nhiều. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha, like, nhớ like và subscribe cho kênh của mình Biker nha anh em.